Xin chào tất cả mọi người nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để mở chặn tính năng trên Facebook nha. Ví dụ như là mọi người thích hoặc là bình luận hay là mọi người kết bạn thì bị Facebook chặn đó. Lý do là mọi người spam, mọi người kết bạn hoặc là thích nhiều quá, liên tục lặp lại nhiều lần quá đó. Mọi người cứ làm dồn dập hoặc là mọi người auto like để tương tác đó, thì dẫn đến việc là Facebook sẽ chặn tính năng nha mọi người. Thì nó có 3 cách để mở chặn tính năng nha mọi người. Thì trước khi mà mình hướng dẫn thì mình cũng giới thiệu một chút là mình đang có bán dịch vụ Facebook đầy đủ nha mọi người. Mình bán các dịch vụ như là tăng like, tăng follow, rồi tăng mắt, rồi tăng like fanpage, rồi tăng follow TikTok này, like TikTok này, rất là nhiều cho mọi người. Thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với lại Facebook của mình là cái đường link Facebook của mình là facebook.com sạc cái tin blog nha. Hoặc mọi người có thể nhập trực tiếp tìm kiếm chữ Vũ Văn Vang là sẽ ra nha, hoặc có thể liên hệ vào số điện thoại của mình. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để mở chặn tính năng Facebook nha. Thì bây giờ mình hướng dẫn cách đầu tiên là không có cần link. Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho mọi người hai cái cách này sau nha. Rồi cách đầu tiên này, thì mọi người vào Facebook, đăng nhập vào cái Facebook mọi người đang bị chặn nha. Ví dụ như Facebook này mình đang bị chặn nha. Thì bây giờ mình sẽ kiếm lại một người nào đó mình kết bạn cho mọi người thấy nha, là mình đang bị chặn nha. Đây, bây giờ mình thêm bạn bè này mọi người. Đó, thì nó ghi là hiện bạn không thể gửi lời mời kết bạn này, tức là mình đang bị chặn rồi nha mọi người. Mình reset lại là cái này nó mất rồi, nó không kết bạn được nha mọi người. Cái kết bạn lại này, đó. Thì mình đang bị chặn nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ kết bạn lại. Xong rồi mình sẽ nhấn chụp hình nha mọi người. Đây, mình sẽ chụp hình lại nha. Có khá là nhiều người đang hỏi muốn ai mình nha mọi người. Đó, mình chụp hình lại xong đó mình sẽ quay trở lại cho mọi người. Mình nhấn vào ba vạch này, rồi mình sẽ kéo xuống cuối nha mọi người. Xong mình nhấn vào chữ trợ giúp và hỗ trợ nha. Đây rồi tiếp tục mọi người sẽ nhấn vào chữ báo cáo sự cố này. Rồi mọi người nhấn vào chữ tiếp tục báo cáo sự cố. Rồi mọi người chờ tí cho nó loát này. Đó thì nó ra như vậy nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tìm đến cái NM kết bạn trang cá nhân nha mọi người. Trang cá nhân nha. Đây là trang cá nhân này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tràn tấm hình của mình vừa nãy mình chụp nha mọi người. Mình nhấn vào đây nha. Rồi mình chọn tấm hình vừa nãy mình chụp đây nha mọi người. Đó. Rồi ở trong này, chỗ này báo cáo thì mình, chỗ viết tin nhắn này thì mình sẽ quay lại đây, mình sẽ copy đi cái nội dung này nha. Nội dung mình có ghi sẵn rồi nha mọi người. Đây này. Đó, mình sẽ copy cái nội dung này nha. Cái này, cái link với lại cái nội dung này mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người nha, để cho mọi người copy cho dễ nha. Đây. Thì cái này nó là gửi cái thông báo là mình gửi tin nhắn cho Facebook admin, Facebook support group ấy. Mình báo là nhầm lẫn gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn gửi nha mọi người. Đó. Đó mình sẽ gửi cái cách thứ nhất xong rồi nha mọi người. Nếu mọi người muốn chắc chắn 100% là nó sẽ duyệt đấy thì mọi người tiếp tục làm cái hai cái link sau. Thì mình sẽ để hai link này dưới phần mô tả nha. Đó mọi người. Thì bây giờ mình sẽ copy cái link này nha mọi người. Cái link một trước nha. Rồi mình sẽ vào trong trình duyệt. Trình duyệt nào cũng được nha mọi người. Rồi y như hồi nãy nha, mình sẽ đăng nhập cái Facebook vào đây nha mọi người. Đăng nhập Facebook của mình vào trong này nha. Đây mọi người. Rồi đăng nhập, mình sẽ đăng nhập cái Facebook bị chặn vào nhau. Ví dụ mọi người chỉ chặn like hoặc chặn bình luận thì cũng làm tương tự như vậy nha. Sau đó mình sẽ dán cái link vừa nãy vào đây. Dán ở trên cùng nha mọi người. Đó. Đấy, rồi tiếp tục mình sẽ copy cái nội dung vừa nãy. Đây, cái nội dung này nha mọi người. Thì nội dung này mình cũng để phần mô tả cho mọi người nha. Đó, nội dung này nó sẽ giúp mình Facebook nó xét duyệt để mở chặn tính năng cho mình nha. Rồi sau đó mình nhấn gửi nha. Rồi nếu mà nó bị như vậy này mọi người, không thể gửi báo cáo này, không thể gửi đấy, thì mọi người sẽ fake ID nha. Mọi người sẽ fake ID bằng cái ứng dụng này. Đây. Mà mình thường thường thì mình làm cách nhanh nhất thôi được rồi, nhưng mọi người không cần phải làm cách này đâu. Đây, mình sẽ tải app này, mình fake ID khác nào mình sẽ gửi được thông báo thôi. Mọi người làm cái thứ nhất chừng 5 phút sau hoặc 10 phút sau mà không được thì mọi người tiếp tục làm hai cái cách này nha.
Thông thường thì không cần phải làm hai cách này đâu. Rồi cách này cũng tương tự như vậy, mình cũng copy in. Rồi mình cũng dán vào trong trình duyệt nha mọi người. Hai cách này cũng như nhau, nhưng nếu mà mọi người không gửi báo cáo được ấy, thì mọi người cần phải làm như mình vừa làm nha. Rồi bây giờ mình sẽ copy nội dung nha mọi người. Đấy, bây giờ chỗ này này mọi người chọn click vào đây này. Đấy, rồi mọi người kéo lên chữ trang cá nhân luôn nha. Trang cá nhân đâu đây? Có trang cá nhân. Có trang cá nhân thì mọi người chọn vào khác cũng được nha. Chữ khác này. Rồi mọi người dán cái nội dung vừa lấy của mình vào đây. Đó, khi nó góp lại, dán đây. Rồi mọi người nhấn gửi tiếp tục. Đây, cái này nó sẽ gửi được rồi nha mọi người. Đấy, cái thứ hai này sẽ gửi được rồi nha. Tại nó giống giống như cái tương tự như cái hồi lấy đó nha mọi người. Đó thì có hai cách gửi bằng link và một cách gửi bằng báo cáo thông thường nha mọi người. Đó. À, thì trong vòng khoảng chắc một tiếng, căng lắm là một tiếng thôi là nó sẽ mở chặn cho mọi người nha. Đó, bây giờ mình kiểm tra thử xem có mở chặn chưa nha mọi người. Thông thường thì nó không có mở nhanh như vậy đâu nha mọi người. Nó cũng phải tầm phải 10-20 phút thì nha mọi người. Đó, cái này chưa mở nha. Rồi, thì mọi người cứ làm theo video của mình đi, chắc chắn sẽ được nha mọi người. Yên tâm là kiểu gì cũng được ấy. Tại vì mình làm nhiều rồi nên mình biết, tại vì mình auto, mình tương tác chéo, mình trao đổi suốt với nhau mà. Nên mình đã làm thử nhiều rồi nên mình mới hướng dẫn cho mọi người nha. Rồi mọi người cảm thấy video hay nhớ nhấn đăng ký kênh giúp mình nha mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha mọi người.